Dạ chào anh, hôm nay anh muốn cắt kiểu gì ạ? Kiểu sai bát mà kiểu Hàn Quốc rồi. À, sai bát rượu đúng không? Rồi sai bát rượu. Lên máy xuống. Dạ đúng rồi. Đẩy tông hai bên đây lên đúng không? Đúng rồi. Thế bây giờ trên đây anh có cắt bớt không? Định dưỡng. Định dưỡng. Thế bây giờ em cắt cho anh luôn ha. Ok.